Anh ơi, hôm nay em lại kêu vật tư thêm, kêu xi măng, cát, đá, gạch ống, kêu hai ba bữa nay mới có vật tư. Tại vật tư càng ngày càng lên, đi lấy hơi xa, đồ càng ngày càng lên. Hôm nay xi măng lên bao 2.000, gạch ống thì nó lên 10.000, một cục lên 1.200, bữa ống lên 1.200, bữa nay 1.300 một cục. Giờ cái gì cũng lên hết trơn, sắt 10 hay lên một cây 5.000. Anh em đang vận chuyển lên nhà, mới vừa chạy lại tới luôn. Bữa nay mấy ông thợ tạm nghỉ một ngày cho mấy anh em phụ đẩy đất vô, tại cũng xin được ít đất bên kia nó đang đẩy vô. Anh em đang đẩy đất vô nè, cũng hơi tích cực lắm. Giờ ai cho tới đâu cũng đẩy tới đó thôi. Bữa nay cũng đẩy được, cũng gần đầy nền nhà. Mấy anh em bị đẩy đất bữa nay, xúc ngoài kia đẩy. Nhà trước cũng sắp đẩy cái đầy cái nền nhà trước rồi, được ba cái đá xà bằng ít nữa. Không ngờ vật tư không có, anh em thợ tạm ngưng, bữa nay mới vật tư mới trở lên. Có mấy anh em phụ thì đẩy đất. Hôm kia cũng đi kiếm được 4 cái cửa sổ, cũng bán giá rẻ. Cửa sổ cũng, người ta cũng sợ, nói ngay nó cũng còn mới lắm, người ta bán giá rẻ. Mua mới một cánh gì tới 1 triệu mấy, 2 triệu lận. Cái này có 800 ngàn một cái à. Mua được 4 cánh cửa sổ. Cũng đi mua chỗ vật tư, người ta thấy cũng nghèo khổ nên cũng cho, vừa bán vừa cho rồi. Nhà sau đẩy cũng được, cũng cày đầy đất nhà sau rồi. Được nhiêu đây à? Còn cửa này chưa có, mấy cửa đó nó chi phí nó mắc quá. Chưa có, bây giờ trước mắt thì giờ làm mình gắn làm cái nền với xây tô cho nó sạch cho mấy đứa nhỏ vô đó ở trước đi. Tới đầu hai đó. Chưa vật tư 3 ngày rồi, bữa nay mới vật tư mới vừa tới, đang vận chuyển lên. Ba bố anh em đang đào đất đẩy vô trong nền nhà. Anh ơi, hôm nay em tới chị tiệm gạch rồi, đi cũng khá xa đó, xa lắm mới ra tới chỗ kho gạch lớn nè. Hỏi coi có gạch rẻ không. Xin người ta em quay phim lại cho anh coi. Nãy giờ chồng em cũng đã vô thảo luận, xin người ta xin quay lại cho anh coi cái loại gạch rẻ nhất. Nó cũng không có gạch toàn kho anh ơi, toàn là loại gạch mất tiền không à, cả kho gạch luôn á, kho gạch lớn luôn á. Sáng giờ đi 5-6 tiệm rồi đó, 5-6 tiệm gạch rồi đó. Có mẫu này, mẫu
trên đầu cùng này là chủ tiệm bán 90.000 một thùng. Em thấy mắc tiền quá, chắc tiền của mình thì nó cũng đã rơi đi. Hổm mình gửi nó mua vật tư lặt vặt đồ đạc chứ công thợ rồi kêu lặt vặt nó cũng rơi đi nhiều rồi. Chắc không phải em kêu đá mạt rồi chén xi măng rồi. Chứ em thấy nhiều tiền quá, thấy phiền phức quá. Hôm nay thợ em cho nghỉ bớt và hai người anh ơi. Còn hai người đẩy đất. Còn ta đẩy đất vô thêm trong nền. Đợt tới nữa mình gãy đá dăm á cho nó đừng có phí nhiều đá dăm. Nếu mình đẩy đất vô tốn chừng ghe đá dăm nữa là vừa cái nền luôn á. Chứ lúc trước mình đổ đá dăm là nhiều lắm. Bữa nay em phụ hộ cho anh Lập, lúc trước anh không có đi, anh có đi phụ hộ cho anh ta đó để xây chập chững cọc cạch được. Anh làm ơn anh. Đất hôm nay đẩy cũng đầy nền nhiều lắm rồi. Tốn chừng ghe đá dăm nữa là đỡ đá dăm. Không đẩy đất là tốn đá dăm nhiều lắm. Lập anh đang xây. Sáng đi đẩy đất được mấy xe cái bị ông chích sưng cái mặt trầm bụp rồi. Con mắt sưng bên rồi. Còn có con một à. Để lấy hồ cho cha. Tiền vật tư thì nó cũng không có tốn kém nhiều đâu, cái tiền thợ, tiền phụ mướn người ta thì nó mất tiền thôi. Mong cho nó gọi mau gọi cái nhà sớm đặt em vợ chồng vô ở, mấy đứa nhỏ nó cũng trông đi chạy ra chạy vô nó mừng. Mà tiền của mình thì nó hao tốn nhiều nên em cũng sợ lo ngại nữa. Lúc đầu rồi em đã sợ tính đá dăm rồi đó, nhưng mà em thấy là đá dăm nhiều quá sợ tốn nhiều nữa. Đi dài ai cho đất đâu cũng đi ráng đi mướn ta đẩy về cho được đầy nền. Mấy cái video trước là quay những cái chỗ này nè, quay cho anh thấy nè là nó là tốn nhiều dữ lắm luôn đó. Giờ đổ rồi, đầy hết trơn, được gì vậy? Đầy lên hết rồi. Thì cũng đang đẩy bên hông này cho nó đầy lên nữa nè. Hổm đẩy ấy rồi, nhưng mà đẩy cũng nhiều rồi, nhưng mà mình đi á. Đi riết rồi đất nó lúng xuống nữa. Giờ đẩy lên, vô thêm, nó đi sinh thêm nữa. Nó xa thiệt, nhưng mà đẩy ai cho ở đâu, nó nhẹ cái tiền mua đá dăm nhiều lắm. Cái này khoảng một ghe đá ghe dăm nữa là nó sẽ không bị lúng. Nếu không có đá dăm vô thì nó sẽ bị lúng cái nền.
Alo, em quay ngang cái máy lại đi, em quay ngang cái máy lại đi. Rồi rồi Lập đâu rồi? Đang làm đấy hả? Nó bị gì vậy? Bị ong chích. Bị ong chích hả? Làm sao chui vô bờ vô bụi mà để cho nó chích vậy? Ảnh này nè. Đây nè, nó chát. Xin coi coi. Trời ơi, sao vậy? Đây là chỗ cho nó gốc đó, đây là chỗ gốc đó, nó chán nắng. Được rồi, ngồi ngồi đó cũng được. Ngồi đó đi. Ngồi đó được rồi. Sao kể đầu đuôi câu chuyện, sao kể khúc giữa anh nghe coi. Sáng đi tiếp đào đất anh em. Ông bật mấy chích. Đào đất hả? Rồi sao? Đào ngay bụi tre đó mà nó bảo ông nó chích chồng. Ngược đánh. Mấy mũi? Hai mũi anh. Hai mũi? Mũi trên trán như mũi nghe. Trời ơi, vậy hả? Rồi ông gì vậy? Dạ. Không biết anh, ông bằng anh. À, vậy thì cuối cùng sao có dạ. Có đuổi được nó để mà lấy đất chỗ đó hay là bỏ chỗ đó luôn? Dạ được, đốt mà lấy ấy đốt ra. Ra rồi anh em lấy đất theo tiếp. Rồi hồi sáng anh thấy em đi ghi nhận cái việc mà gạch này kia rồi sao? Dạ sẽ cũng đi 5-6 chỗ rồi mà bây giờ cái không, nó không có ba giặt rẻ thôi, nó có ba giặt cũng khoảng một thùng với 100.000 vậy đó anh. Đi 5-6 chỗ rồi, bây giờ giặt tư ngày nó càng lên vậy đó. Sáng giờ em đi nhiều chỗ lắm rồi. Nhưng mà thêm dịch bệnh này nữa, nó căng đường lại nữa, nó cũng hơi có đi khó khăn đó. Nhưng mà cái giá vật tư thì nó mặt bằng chung ở đâu thì nó cũng vậy chứ em đi nhiều chỗ còn chi cho nó mệt. Dạ tại em định đi kiếm cái nào nó rẻ rẻ mình làm cho nó bớt chi phí lại, tại chi phí mình không có đủ đó, mình cũng ráng đi cho nó kiếm cái nào nó rẻ. Làm sao mà kiếm được cái đó ra. Đâu có phải giống như là em đi mua trái cây đâu mà người bán rẻ người bán mắc. Cái chuyện là vật tư thì nó mặt bằng chung của xã hội ở đâu rồi cũng giống nhau nhau chứ làm sao có cái chuyện mà nó rẻ. Bởi vậy thì cũng mày cũng thấy cũng gán gán đi kiếm vậy đó. Kiếm nghe hôm trước em nói là cái gì mà mua gạch lại loại 2 loại gì đó hả? Loại mà dạ mà bây giờ cũng biết luôn rồi, bây giờ nó hết cái loại đó luôn rồi. Loại gạch tồn kho đó anh. À ý em là đi mua cái loại, đi kiếm loại gạch tồn kho để mua hả? Dạ dạ mà bây giờ dịch bệnh này nó không có nữa. Mà gạch đó hơi đi khó khăn nhưng mà cũng có. Gạch đó là ý em là gạch bông hay là gạch xây nhà? Dạ gạch bông á, gạch lót nhà, lót nhà đó anh. À gạch lót nhà. Dạ. Vậy thì nếu ví dụ như mà mua gạch thông thường á thì là tốn khoảng thêm bao nhiêu tiền? Em cũng rất em cũng chưa gành đó mà em cũng đi hỏi chỗ người ta bán đó, anh ta nói giờ thường thường làm cái thùng rẻ nhất cứ khoảng 120-150 một thùng. Ý là làm cái nhu cầu của em á, làm khoảng bao nhiêu thùng là tức là giá nó khoảng bao nhiêu á, là bao nhiêu tiền á? À, hết cái nhà em khoảng 13-14 triệu đó anh. À hết khoảng 13-14 triệu. Nhưng mà dạ. em muốn mua cái loại rẻ hơn nữa hả? Dạ tại cái đó em đi kiếm cái loại rẻ đó, loại rẻ là khoảng đó đó, mày cũng đi kiếm mua nào nó rẻ đỡ hơn, bớt chi phí đó anh. Ý á, tức là 13-14 triệu là loại thông thường hay là loại rẻ? Dạ loại thông thường á, loại rẻ đó. Là loại rẻ, còn loại mà loại bình thường thì nó là bao nhiêu? Loại bình thường nó cũng chênh lệch cũng phải 4-5 triệu rồi đó. Chênh lệch nhau 4-5 triệu. Dạ. Tức là nếu mà mua được loại rẻ thì là 14 triệu, còn nếu mà mua loại thông thường thì là khoảng 19-20 triệu. Dạ dạ. Đó chênh lệch khoảng 5 triệu đại khái vậy ha. Dạ bởi vì em cũng cố gắng em đi kiếm cái loại nó rẻ rẻ vậy cho nó bớt chi phí lại. Còn cái cửa này kia thì đã chắc là cũng chưa tính tới phải không? Dạ cửa chưa đâu anh, bây giờ trước mắt em định xây tô rồi mình lót cho nó sạch sẽ cho mấy đứa nhỏ vô ở trước, chứ bây giờ cũng gắng vô nhà mình ở. Sắp sửa tháng mưa nó càng ngày càng tới rồi, gần tới rồi.
em cũng cố gắng em làm cho nó sạch sẽ cho mấy đứa nhỏ em vô ở tạm bợ vậy đó, rồi tới đâu hay tới đó vậy đó. Giờ mình hồi đó chưa đó, có cái nhà, giờ có cái nhà cũng mừng lắm. Cho nó vô nhà nó ở. Dạ Vậy thì dạ ví dụ tính khi nào thì lập? dạ cũng hết tuần này anh, gắng gắng làm hết tuần này lọt đó anh, tại chi phí thì giờ nó cao quá đó, rồi em không dám mướn thầy thợ nhiều, có mấy anh em 5-6 người phụ với 20 người thợ vậy đó, Thấy em làm đứng lên đều em vậy đó. thấy em đứng lên em xây vậy, rồi em từ trước giờ em đã xây lần nào chứ mà mình đứng lên đó xây vậy? Dạ đó em cũng có phụ hồ, cũng có xây anh, cũng là trực Cũng thể ép cũng có xây. rồi. Nhưng mà coi chừng cái nhà xây mà cũng phải thầy thợ này kia, phải đo đạc này kia, chứ không phải xây tầm bậy tầm bạ, xây không đúng kỹ thuật là Đâu không thì được. cái này sẽ băng dây đo, thầy thợ đo băng dây sẵn cho em rồi. Dạ cứ em lên xây theo cái đường dây đó thôi, cũng gán là mình nôn mau làm cho mau mau à được vô nhà ở người ta, thầy cũng mừng. Dạ Vậy thì hôm trước mua cái mua thêm gạch đó là hết bao nhiêu tiền? dạ Hôm trước anh thấy em mua thêm gạch xây đó là hết bao nhiêu tiền? Đã đủ chưa? Đủ gạch chưa? dạ bữa hổm em mua, hôm trước em mua cái đó khoảng cái đó là hết 11 triệu. Dạ cát đá xi măng rồi sắt thép thêm đó. Vậy bây giờ thì Dạ còn bao nhiêu tiền? nó em cố gắng, em càng ngày em càng kêu thêm vậy đó, Bây giờ còn em bao sợ nhiêu vật tiền? tư càng ngày ngày lên này. Bây giờ còn bao nhiêu tiền? Dạ thì còn còn mười mấy, mười 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 bốn 15 triệu đó anh. Còn 14, 15 triệu. Dạ Vậy có nghĩa là hôm trước là em thâm vô trong tiền đất là khoảng mười mấy triệu đó, là em đã trả cái thâm đó chưa? Đã trả vô trong cái thâm đó có nghĩa là đã trả về trạng thái. em mới đem vô trong đó, đem vô cho phần mà có 8-9 triệu anh. Có nghĩa là hiện tại vẫn thâm 8-9 triệu ở trong tiền đất đó. Dạ em định lọt xong em làm cái phòng, phòng thứ hai đó, phòng kế bếp đó anh, em làm trước mắt làm đó cho mấy đứa nhỏ vô ở trước đó anh. Mình chừa cái nhà trước nhà sau mình làm chuyện. Vậy thì có nghĩa là cho mấy đứa nhỏ nó vô nó ở cái phòng kế bếp đó, còn mấy cái phòng Dạ phòng trước này là vẫn mình vẫn làm việc bình thường. dạ Rồi sau đó là nếu mà ví dụ như làm xong cái phòng giữa thì dời nó vô phòng giữa, còn mình lại làm tiếp cái phòng ở trong dạ dạ bếp thì cũng được, cho nó vô cho nó dậm cho nó lún đất cũng được. làm tới đâu hay tới đó vậy đó, cho nó vô ở từ từ vậy đó. Nhưng mà vô ở cũng phải cúng đó nha ông, phải cúng, phải lấy ngày này kia đó nha, phải cúng, phải xin thổ công cho mấy con vô ở này kia chứ không phải tự ý vô ở nha. Dạ. Rồi anh nắm được rồi. Vậy thì để anh báo cho em này là anh có nhận thêm được 7 triệu. Anh có nhận được thêm 7 triệu là của cô Điệp ở Rạch Giá 5 triệu và cô Thanh Mai ở Mỹ 2 triệu. Thì hai người là được 7 triệu. Rồi chút xíu để anh chuyển qua cho em luôn để rồi em xoay sở ha. Dạ cảm ơn cô với cô Mai mình nhiều. Nói chung bây giờ được đồng nào là mừng đồng đó. Rồi con vợ ngồi vô coi, con vợ ngồi vô anh hỏi thăm coi, rồi vợ lập thấy làm sao, rồi nhà càng ngày là càng gần hoàn thiện rồi thấy làm sao. Thấy mừng quá trời mừng rồi, chuyển lọt rồi là hai chồng vô ở chứ con rồi cũng kiến rồi vô ở rồi. Miễn là lợp một cái là vô ở liền á Dạ ha. Vậy là khoảng khoảng tuần nữa là lợp được hả? dạ Rồi mấy hôm nay thì nó ở nhà hàng xóm hả? dạ
cũng phiền phức lắm, nó khóc la rồi nói quậy quá trời quậy. Rồi ở đó gần sông gần suối này kia cũng cẩn thận đó, thấy anh thấy sông không à? Dạ đâu có dám bỏ nó đi, chút xíu cũng chạy ra coi nó xuống mấy sông chơi đó. Thì đó, thấy vợ chồng em cứ lo làm là cũng phải phải canh chừng nó đó, canh chừng nó không mất công nữa. Dạ. Rồi ok, trên tinh thần vậy đi, rồi anh cũng báo cho em vậy đó, rồi chút xíu nữa anh gửi 7 triệu đồng đó cho vợ chồng em ha, thêm tiền để mà mua cái này cái kia, nguyên vật liệu này nọ ha. Dạ. Hát bài không? Không, em cảm ơn anh chỉ đó thôi. À quên, hát để bài nữa mà. Đi. À, Lộc Lộc sao? Lộc có biết hát không vậy? Dạ không anh ơi. Vậy hả? Hả? Dạ. Dạ không biết chữ, không biết không hát. Không có gà nữa, không có chầm chữ. À không có biết chữ, không biết hát. Dạ. Rồi nghe người ta hát, hát theo nghêu ngao vậy thôi chứ đâu cần phải biết chữ. Dạ không, hồi đó giờ nghe hát không quen không được. Thôi làm. Nếu hôm trước anh thấy vợ em hát đó, nói anh biết không anh em khổ vì ai, em khóc vì ai. Em khổ vì ai, em khóc vì ai đó. Vợ anh Lập hát hát lại cho anh nghe coi. Có anh Lập ở đây rồi, em hát lại cho anh nghe cái coi. Vợ anh Lập. Dạ. Hát lại cái bài đó cho anh nghe cái coi. Cái bài nào anh? Anh biết chăng anh em khổ vì ai, em khóc vì ai. Anh cầm máy đi. Ta không. À để anh chồng cầm máy anh dở hát ha. Dạ. Rồi. Anh biết chăng anh em khổ vì ai, em khóc vì ai. Nhớ đừng đoạn đấy hồi quân. Ôi trời, hôm bữa em hát dài mà. Ngày vui đã tan, nhân tình thế thái còn lại đồng tro tàn. Em muốn kêu lên cho thấu tầng trời cao xanh, rằng tình yêu em sao sống đời đó phù dung. Sớm nỡ tôi tàn, đọt yêu nhau rồi sao nỡ đành làm khổ nhau. Thuở xưa ngày đầu của nhau hai đứa vang câu tình ca, ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà. Trăng nước hiền hòa ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà. Ngày nay người đành bỏ em canh vắng bơ vơ sầu đau, người đành bỏ em quên thiết tha yêu lần đầu. Gì nữa? Em quên. Rồi anh Lập thấy sao? Vợ nó hát vậy thì thấy em anh biết chăng anh em khổ vì ai, em khóc vì ai, rồi bây giờ vì ai vậy? Lập. Dạ. Vì ai mà có 6 đứa con vậy anh Lập? Dạ vì em. Anh biết chăng anh em khổ vì ai, em khóc vì ai. Dạ. Rồi thôi được rồi. Khi nào có hết dịch anh chỉ xuống đi đây chơi lần anh vậy. có gì ăn không mà rủ xuống vậy? Có chiêu đãi gì không? Dưới này có đồ đồng nhiều lắm, cá đồng chuột nhiều anh hôm nay. Chuột ha. Chuột đồng ha. Dạ. Dạ. Ok rồi để anh sắp xếp, bởi vì anh cũng mới được mũi à, bữa nào mà được 2 mũi thì anh tính có thể là bữa nào hồi công nhà, rồi có thể ví dụ như đi được thì anh xuống anh chúc mừng vợ chồng em để anh ghi nhận cho cộng đồng xem. Dạ. Ok, trên tinh thần vậy đi rồi. Đúng. Vợ
Nói chồng cũng hai chồng không có gì hết trơn, có đi kiếm chuột đồng cho anh được. chục đồng ha. Ok rồi, trên tinh thần vậy nha. Rồi Dạ, cảm ơn anh nhiều. có gì thì ghi nhận cho anh biết nha. Dạ. Rồi rồi lo coi mấy đứa nhỏ ha, coi chừng này sông nước này kia đó, coi nó đó. Dạ. Ok vậy ha. Dạ. Rồi chào Cảm em ơn, nha. chào anh. Rồi rồi ok. Dạ.